Xin chào các bác, hôm nay em giới thiệu các bác và hướng dẫn các bác lắp đặt cái con điều hòa X-Hall này, cái loại mà kẹp ngang cánh cửa nhé. Đầu tiên thì chúng ta đưa điều hòa vào và cái khe cửa này nó phải nằm ở giữa này các bác nhé. Đấy, khe cửa nằm giữa thì chúng ta sẽ gắn chỉnh cái này. Đấy, kéo bỏ cái tay ở giữa ra, rồi bỏ cái tay ở giữa, kéo nó kẹp tay nhá. Rồi anh bỏ tay ở giữa ra, không được rồi, chỉnh như sau tí. Thôi kéo đằng sau tí cho nó rộng, thôi kéo điều hòa về đằng sau chút. Đấy, để cho nó không chạm vào dưới này. Rồi anh lấy cái gioăng cao su, nó đi kèm theo nó có cái gioăng cao su đi nhá. Cái gioăng cao su để lắp vào cái mặt trên này. Đấy, và nó kẹp vào dìa kính. Đấy, cái này thì do là đây là cái này nó mới từ nhà máy ra thì nó sẽ chiều dài, nó sẽ dài hơn bình thường một chút nên là bên em chưa cắt ra, đó nhá. Đấy, còn nếu như mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ cắt ra sao cho vừa khít và úp một cái được luôn. Này, không cần nó phải sát như này đâu, như này rồi. Đấy, nó đẩy nó lên này, từ từ. Đây nhá. Đấy. Cái này là nó sẽ chưa khít nhưng mà cho nó vào, đẩy xuống này em cho nó vào cái vè. Đấy. Rồi ông vè này. Nhá. Đấy, chúng ta chỉnh lên rất đơn giản thôi. Rồi. Đấy, nhưng chỗ này là chồng nó dài quá các bác nhá. Đây nó dài, em không muốn cắt đi tại vì để sau các bác mua thì các bác cắt đi cho phù hợp với xe của bác. Em cắt thì nó không phù hợp, nhưng các bác thấy nhìn nó rất là kín khít nhá. Đấy. Rất là kín khít này. Đấy. Này nó có cái gân ở phía dưới luôn, chúng ta có thể kẹp vào kính luôn. Đấy. Cái này nó sẽ rất là ok. Con điều hòa này thì với công suất của nó chỉ có hơn 200W thôi. Rất nhỏ, trọng lượng 6kg các bác nhé. Chúng ta lắp vào trên cánh xe như thế này. Đấy. Con điều hòa này sử dụng điện 24V các bác nhé. Đấy thì con này nó sẽ đi kèm theo một cái cục đổi nguồn từ 12 đến 24. Đấy. Như các bác xem video trước thì đấy cái cục này. Đấy, chúng ta chỉ có bắt hai cái đầu đen vào âm và đỏ vào dương. Sau đó còn cái cổng T60 này chúng ta cắm vào cái rắc 24 này là thể dụng bình thường. Đấy. Đi kèm theo cả điều khiển các bác nhé. Em sẽ tiến hành lắp ráp với khối pin của em. Anh kêu. Đấy, khối pin đã ok rồi, em đã đấu âm dương lên khối pin 24V các bác nhé. Đây là 24V, khối pin nhỏ thôi nhưng con này có thể chạy được cả tiếng đồng hồ. Đấy. Em đã kết nối đầu âm dương với nhau rồi các bác nhé. Sau đó cắm vào đây. Nhận luôn, anh để ở đây trong xe. Bây giờ em sẽ sang bên kia để tiến hành để test chạy test thử cho các bác xem. Đúng, kéo cầm dây. Thừa lại đóng xong thì trong xe các bác nhìn nó như thế này. Đây, trông nó giống như này, đấy nó là một điều hòa như này. Đấy, mà nếu cái khe trên này chúng ta mà làm ok thì nó sẽ rất ok, nó sẽ kín lại. Nhưng đây chẳng qua là do cái này là cái mới nên em chưa cắt cái gioăng kia đi, nó sẽ thừa dài hơn một chút. Đấy, khi mà nó đấu điện rồi các bác nhé, đấu điện rồi thì em sẽ chạy test thử cái này nó có điều khiển. Anh Tiệp đưa xem có điều khiển, anh Tiệp ơi. Cháu hộp trên này, điều khiển trên hộp này, hộp trên nóc. Cái gì? Điều khiển này chính là hộp trên nóc. Chúng ta có thể sử dụng trực tiếp nút bấm vào đây. Đấy, nút bấm đây nó nguồn này, nhưng mà em sẽ sử dụng một điều khiển để bác xem. Đấy, chúng ta bấm nguồn này, và điều hòa hoạt động luôn. Điều hòa lập tức hoạt động luôn, chạy rất êm luôn các bác nhé. Hơi nóng ở ngoài và không liên quan gì cả. Hơi lạnh nó sẽ tuần hoàn ở bên trong. Đấy, điều hòa đang bật ở chế độ làm lạnh nhanh nhất. Đấy, có gì đấy. Thế còn nó cái cánh gió này nhá. Chúng ta muốn điều chỉnh cái tốc độ quạt gió thì chúng ta bấm vào đây. Đây cái gió, các bác nhìn thấy nó lên theo từng lớp một đây. Đấy, cái gió này. Ở bên này là cái nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ. Bây giờ chọn chế độ, có thể chế độ tiết kiệm này, chế độ quạt gió không này, chế độ làm lạnh bình thường này. Chế độ Eco là chế độ tiết kiệm điện này. Chế độ này là chế độ ngủ ban đêm, nó sẽ giảm tiếng ồn và tất cả mọi thứ xuống. Chế độ này chế độ làm lạnh nhanh nhất. Đấy là công suất max. Con này nó sử dụng cái máy nén là loại inverter các bác nhé. Công suất nó có thể tăng cực đại rất là nhanh. Cánh gió các bác phải điều chỉnh đây. Cánh gió lên xuống. Đấy, như thế này thì rất là mát.
đấy, nhiệt độ nó xuống và các bác ở trong xe các bác có thể nằm ngủ được. Và có một đặc điểm rất là khác biệt của con này thì cái công suất của nó chỉ có hơn 200W thôi. Đấy, diện tích vào xe như này mà chúng ta đều chạy hoặc là những cái vị trí khác là có thể là ok, chúng ta có thể đỗ những vị trí không có bóng cây và chúng ta nằm ngủ rất ok. Đấy, mát đấy. Đấy, nó thổi lên đấy, có nhìn thấy cánh gió nó đưa lên đưa xuống. Thiết kế rất là gọn nhẹ, chúng ta để cái cửa nhá, xe nào cũng thể sử dụng. Và gió tương đối là mát. Các bác mà có nhu cầu mua cái sản phẩm này hay là quan tâm đến sản phẩm này thì cứ gọi điện thoại số điện thoại của em ở trước màn hình. Con này sử dụng máy nén Bala luôn các bác nhé, các bác nhìn thấy chữ Bala chưa? Bala này. Bala xuống hết chưa? Bala xuống hết chưa? Nên là nó rất là êm. Nên là nóng thổi ra hơi nóng ra đây. Các bác mà có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi mở trên màn hình. Số hotline em sẽ tư vấn có nhiều hơn. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cũng như nhận những video mới nhất về những sản phẩm máy điều hòa sử dụng điện DC